Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cục sạc Oppo ra bao nhiêu vốn cũng được các bạn, rất là dễ dàng luôn. Sau khi mình đã hàng cái VR5 kilo ohm này vào đúng vị trí rất đầy đủ và hàng cái bảng đồng hồ để theo dõi điện áp ra, bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Rồi bây giờ hiện tại là vẫn là 5V như cũ các bạn nha. Mình sẽ tiến hành chỉnh cho các bạn xem. Dùng tục vít mỏng lép này bằng vào đúng cung ốc đồng và các bạn sẽ được vốn như tùy ý các bạn nha. Các bạn muốn lên thì các bạn bằng theo chiều lên. 6V các bạn ơi. 7V các bạn ơi. Chín vôn nhá, 10V, 11V, mình sẽ cho nó lên cao các bạn nha, 18V các bạn, 19V các bạn, rất thoải mái luôn các bạn ơi. Bây giờ mình lại giảm xuống các bạn nha, bằng theo chiều ngược lại nó sẽ giảm xuống và mình sẽ cố ý cho nó xuống dưới 5V xem sao các bạn nghe có được không nha. Các bạn hãy chờ xem. Cho nó xuống dưới 5V xem nào. Rồi, xuống dưới 5V các bạn ơi. Và mình muốn cho nó xuống tầm 3,7V. Đúng bằng một viên pin của 18650 xem. Rồi, 3,7V các bạn. Rất là ưng ý. Giờ mình sẽ bằng lên các bạn nha, và các bạn muốn bao nhiêu cũng được. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành làm, các bạn yêu thích hãy tiếp tục theo dõi nha. Để thêm cái VR5 kilo ohm này vào cục sạc điện thoại Oppo các bạn, đầu tiên các bạn hãy mở ra để lấy bo mạch. Muốn mở cái Oppo này các bạn lấy ở phía dưới chân này các bạn. Ở đây mình mở rồi, bây giờ nó rất là dễ ra các bạn. Và đây là bo mạch. Chip nguồn ra đây các bạn. Mình sẽ ghi tên chip nguồn này lên trên để cho các bạn nhìn dễ thấy nha. Các bạn sẽ hàng vào chân số 1 này các bạn. Đây là chân số 1 của chip nguồn. Chân giữa của VR này là các bạn hàng vào chân số 1. Còn chân số 1 và số 3 của VR các bạn hàng vào đây nè. Điện trở này và điện trở này. Các bạn lưu ý nha. Ở đây là hàng chân số 1, ở đây hàng chân số 3. Còn chân số 2 của VR là hàng vào đây các bạn. Chân số 1 của con IC nguồn. Tên IC nguồn này mình viết ở trên bảng cho các bạn xem nha. Rồi chúng ta bắt đầu hàng vào thì sẽ có kết quả mỹ mãn các bạn ơi. Bây giờ mình chiếu gần cho các bạn xem xét mình hàng như thế nào để lấy kinh nghiệm các bạn nha. Hai chân ngoài của VR và chân giữa. Chân giữa đây các bạn. Chân giữa này hàng vào chân số 1 của con IC nguồn này các bạn nha. Chân giữa tức là chân số 2 hàng vào chân nguồn của con này. Còn hai chân ngoài 1 và 3 này hàng vào hai đầu của cái điện trở để lấy điện áp so sánh. Thank you.
Bây giờ mình sẽ cho nó có tải xem nó có khả năng như thế nào các bạn nha. Thì mình đang cắm cái đèn LED 12V cho các bạn xem. Trời ơi, sáng rực rỡ luôn các bạn. Quá sáng luôn này. Hai thanh đèn LED này tầm 10W các bạn. Rất sáng luôn các bạn. Như vậy là khả năng duy trì điện áp của nó rất là tốt các bạn nha.